Trích sách tiên tri Amos. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Chúa phán về các ngươi và cả dòng giống mà ta đã đem ra khỏi đất Ai Cập. Trong muôn dân trên mặt đất, ta chỉ nhận biết một mình các ngươi. Vì thế, ta sẽ đến sát hạch các ngươi về mọi gian ác của các ngươi. Hai người nếu không đồng ý với nhau, có bao giờ lại đi chung với nhau không? Khi chưa bắt được mồi, có bao giờ sư tử gầm lên giữa rừng không? Khi sư tử con chưa bắt được gì, có bao giờ người ta nghe thấy tiếng nó không? Nếu không có gì cạm bẫy, chim có bao giờ xa lưới không? Nghe tiếng kèn thổi trong thành, có bao giờ người dân không lo sợ không? Có tai họa nào trong thành mà không do Chúa điều khiển không? Thực ra, Chúa là Thiên Chúa, không làm điều gì mà lại không mặc khải ý định của người cho các tiên tri, tôi tớ của người. Sư tử gầm thét, ai lại không run sợ? Chúa là Thiên Chúa phán, ai lại chẳng nói tiên tri? Ta đã triệt hạ các ngươi như Thiên Chúa đã triệt hạ Sodoma và Gomorra. Các ngươi đã trở thành như thanh củi cháy dở rút khỏi đống lửa. Thế mà các ngươi không trở lại với ta. Chúa đã phán như thế. Vì vậy, hỡi Israel, ta sẽ làm cho ngươi những điều này. Nhưng sau khi ta đã làm cho ngươi như vậy, hỡi Israel, ngươi hãy sửa soạn đón rước Thiên Chúa của ngươi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo người, và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức người dậy mà rằng: Thưa Thầy, cứu lấy chúng con kẻo chết mất. Chúa phán: Hỡi những kẻ yếu lòng tin, sao các con nhát sợ? Bấy giờ người trỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển yên lặng như tờ. Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy cái hình ảnh thật là đẹp. Chúa Giêsu và các môn đệ xuống thuyền. Và sau những giờ giảng dạy thì Ngài mệt mỏi đến độ Ngài ngủ trên thuyền. Ngủ say đến độ mà sóng gió nổi dậy và các môn đệ thì chèo chóng, nghĩ rằng là sắp chìm rồi vì sóng gió dữ dội quá, mà Chúa vẫn ngủ yên. Các môn đệ đành phải đánh thức Chúa Giêsu: Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất. Đây là một
cái tình trạng tuyệt vọng. Tới tột cùng rồi, chỉ còn hy vọng Chúa Giê-xu cứu thôi. Sức của các ngài không còn đủ nữa. Chỉ có chìm thuyền rồi chết. Vì vậy mà Chúa Giê-xu đã trỗi dậy. Và câu đầu tiên ngài nói với các môn đệ, hỡi những kẻ yếu lòng tin, sao mà nhát sợ như vậy? Và Chúa chỉ nói một lời thôi. Chúa truyền lệnh cho gió và biển đều yên lặng. Các tông đồ lại ngạc nhiên nữa. Bởi vì Chúa có thể truyền lệnh cho bánh hóa ra nhiều, có thể truyền lệnh cho cả gió và biển phải vâng phục ngài. Chúa truyền lệnh cho ma quỷ phải vâng phục ngài, cho bệnh tật phải vâng phục ngài. Ngài là ai? Đó là cái sự kinh ngạc của các tông đồ. Và sau này chúng ta thấy Thánh Phêrô đã nhận ra ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, không phải Đấng Kitô là một tiên tri bình thường như những con người khác, nhưng mà đây là Con Thiên Chúa. Ký niệm này sau này ở trong chương 16 của Thánh Matthew chúng ta sẽ thấy chính Thánh Phêrô đã tuyên xưng niềm tin này. Còn bây giờ các tông đồ vẫn còn đặt vấn đề ngài là ai. Các tiên tri cũng không thể nào mà truyền lệnh cho sóng gió yên lặng như vậy được. Chỉ cần một lời của ngài thôi, tất cả đều vâng lệnh. Dù là ma quỷ, dù là kẻ chết cũng sống lại, dù là những bệnh tật và cả sóng gió vật chất. Như vậy, ngài phải là chúa tể cả cái vũ trụ này, thì ngài mới có thể làm được như vậy. Đó là vấn đề mà các tông đồ đã đặt ra. Và từ hình ảnh của một con thuyền của các môn đệ đi với Chúa Giê-xu, ngài vẫn ngủ, thì ngày hôm nay xem ra Chúa vắng bóng, nhưng mà thực tế con thuyền của giáo hội còn sóng gió dữ dội hơn nữa, sóng gió từ bên trong lẫn bên ngoài. Ma quỷ lúc nào cũng rình rập và cộng tác với rất là nhiều người để triệt tiêu hội thánh. Đó là mục tiêu của ma quỷ. Vì ma quỷ muốn cướp các linh hồn đi vào hỏa ngục đời đời. Mà hội thánh của Chúa là dụng cụ của Chúa để cứu rỗi các linh hồn. Nó muốn đánh chìm thuyền. Cho nên sóng gió dữ dội từ những cuộc bách hại đạo đầu tiên của bạo chúa Nê-rô. Chưa kể những tấn công của người Do Thái. Rồi bao nhiêu cuộc bắt bớ ở chỗ này chỗ nọ. Bao nhiêu vị thánh tử đạo đã nằm xuống. Ngay cả truyền giáo cho Việt Nam, cho nước Tàu, cho Nhật Bản, cho Đại Hàn. Gặp bao nhiêu là những trở ngại, bắt bớ, giết chết, và có những kế hoạch để triệt tiêu hoàn toàn. Nhưng mà Chúa Thần vẫn tiếp tục làm việc ở trong hội thánh. Chúa Giê-xu xem ra đang ngủ đó, nhưng không, ngài vẫn dõi mắt theo hội thánh. Những ai bắt bớ hội thánh là bắt bớ chính Chúa Giê-xu, như Chúa Giê-xu đã nói với Sao-lê. Sao-lê, Sao-lê, sao ngươi bắt bớ ta? Sao-lê tức là Phao-lô sau này. Lúc đó, chỉ đi bắt bớ những người tin vào Chúa Giê-xu thôi. Nhưng mà Chúa đồng hóa, tất cả là một với ngài. Là một trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Giê-xu, bắt bớ hội thánh là bắt bớ chính Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu là đấng đã chiến thắng ma quỷ sự dữ rồi. Chiến thắng cả sự chết nữa. Ngài đã sống lại vinh quang. Ngài là đầu của thánh thể mầu nhiệm. Những ai tin vào ngài thì chắc chắn được sống lại vinh quang với Chúa Giê-xu. Nhưng ở đây, hội thánh đang ở trong thế gian này. Gặp bao nhiêu là trở ngại, bao nhiêu là khó khăn. Gặp bao nhiêu cái chướng ngại vật từ bức tường tôn giáo cho tới những ý thức hệ vô thần, rồi một đời sống hiện sinh vô thần, một đời sống vô thần thực tiễn, không có thực hành đức tin nữa, và lấy con người làm trung tâm, lấy cuộc sống trần gian làm trung tâm, trong cái văn hóa sự chết ngày hôm nay,
giáo hội gặp rất là nhiều trở ngại. Không có dễ gì mà loan báo tin mừng của Chúa. Nhưng giữa bao nhiêu thử thách, điều quan trọng là những người đã tin vào Chúa có sống được cái niềm tin của mình hay không? Có làm chứng trên niềm tin của mình hay không? Còn việc người ta tin hay không tin là công việc của Chúa Thánh Thần. Một luồng gió mới, Chúa Thánh Thần thổi trên ai thì người đấy nhận. Đó là công việc của Chúa Thánh Thần. Phần của chúng ta có tin rằng Chúa Giê-xu đang ở trên con thuyền của Hội Thánh không? Chỉ cần một lời phán của Chúa Giê-xu thôi thì sóng gió yên lặng. Mọi cái trở ngại, mọi sự dữ nó sẽ qua đi. Vì Chúa là Thiên Chúa, có quyền năng trên trời dưới đất, có quyền năng trên ma quỷ và sự dữ. Cho nên khi kêu cầu Chúa, thì Chúa cản bước tiến của ma quỷ. Và cuối cùng, sách Khải Huyền chương 20 cũng nói cho chúng ta, qua những lời cầu nguyện và Chúa thấu suốt mọi cái bí ẩn trong lòng người, Chúa biết làm cái gì, thì Ngài sẽ làm cái điều tốt nhất cho Hội Thánh. Chúa sẽ trói buộc cái nanh vuốt của ma quỷ và bắt đầu ngàn năm vương quyền của Chúa Kitô sẽ đến. Đó là công việc mà Chúa Giêsu Kitô đã làm cho Hội Thánh. Chúng ta hãy tin vào Chúa Giêsu. Bài phúc âm này là hình ảnh của Hội Thánh của chúng ta đang trong thời kỳ khủng hoảng ngày hôm nay. Bao nhiêu người mất đức tin, bao nhiêu công việc truyền bá tin mừng của Chúa bị đứng khựng lại. Nhưng không, đừng thất vọng. Chúa là Thiên Chúa cả vũ trụ này. Ngài có quyền trên ma quỷ, trên sự dữ. Và Chúa Thần vẫn tác động trong lòng của mọi người để mọi người khao khát đi tìm chân lý, khao khát được cứu độ. Cái thỏa mãn trong lòng của con người là một cái khát vọng vô biên, không bao giờ có thể thỏa mãn bằng vật chất, bằng những cái lý thuyết sai lầm. Mà tất cả mọi cái đều để mời gọi chúng ta tìm tới chính Thiên Chúa là nguồn tình yêu, là nguồn hạnh phúc, là nguồn bình an đích thật cho từng người chúng ta. Bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa để sống đời đời với Chúa. Cho nên những gì của trần gian không bao giờ thỏa mãn được cái khát vọng sâu xa trong lòng của từng người chúng ta. Vì vậy, qua bao nhiêu cái sóng gió, chúng ta cứ nói với Chúa, bao nhiêu cái khủng hoảng cho đời sống tinh thần, tôn giáo, tâm lý, thể lý, xã hội, tất cả đang xảy ra, nhưng chỉ cần một lời của Chúa thôi, thì mọi việc nó sẽ trở nên trong sáng, tốt đẹp. Chúng ta là những người con của Cha trên trời. Chúng ta đừng sợ những sự dữ tấn công, nhưng hãy sợ là chúng ta không biết kêu cầu Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, đấng có quyền năng trên trời dưới đất, trên những sự dữ của trần gian, Ngài cũng có quyền trên ma quỷ, trên tất cả những thiên tai sự dữ xảy ra, mọi cái. Chúng ta hãy nói với Chúa Giêsu Kitô, phần còn lại Chúa sẽ lo cho chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Amos cũng đã kêu gọi mọi người ở phía Bắc hãy trở về với Chúa. Đừng có tưởng rằng mọi cái đang sinh hoạt giàu sang phú quý hưởng thụ thì cũng giống như cái tình trạng một con sư tử đói, nó có bao giờ gầm thét lên đâu. Nó im lặng để vồ mồi. Bao nhiêu cái cạm bẫy, tai họa hiện giờ nó im lặng như vậy. Nhưng rồi thình lình nó sẽ ập tới, như sư tử gầm thét lên sau khi nó vồ được con mồi. Và những người ở phía Bắc Israel đã không nghe lời của Amos. Và cuối cùng năm 722 trước Chúa Giêsu, đế quốc Assyri đã chiếm đóng hoàn toàn phía Bắc và bắt họ đi làm nô lệ ở bên Assyri, bên thành phố lớn Ninive, rồi đưa những người dân khác trà trộn vào, họ trở thành dân Samari, và bình địa cho tới ngày hôm nay không còn những người ở phía Bắc nữa. Vì vậy mà Chúa đã báo trước, các tiên tri của Chúa đã đến để báo trước.
nhưng mà họ không nghe, không trở lại với Thiên Chúa, thì sự dữ nó đã đến trên họ là bởi vì họ quay lưng với Thiên Chúa. Ngày hôm nay, hội thánh có quay lưng với Chúa hay không? Đó là vấn đề của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta quay lưng với Thiên Chúa là chúng ta ở trong bóng tối của ích kỷ, của sự dữ mà ma quỷ đang tác động, thì chúng ta gặp bao nhiêu là thử thách và cuối cùng là chìm xuồng, nghĩa là chúng ta đi vào cái sự tuyệt vọng đời đời trong hỏa ngục. Hãy vững tin vào Chúa, hãy trở về với Thiên Chúa là nguồn bình an, là nguồn hạnh phúc, là nguồn tình yêu, nguồn sự sống cho mỗi người chúng ta, không phải chỉ mấy chục năm ở trần gian, mà mãi mãi trên thiên quốc. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt mỗi người chúng ta và toàn thế giới ngày hôm nay tìm kiếm cái cùng đích tối hậu của mình ở nơi Chúa, để mọi cái khủng hoảng nó đang xảy ra, nó được chìm lắng đi. Nhờ lời của Chúa, nhờ tác động của Thánh Thần tình yêu của Chúa hướng dẫn từng người chúng ta qua những cái khúc quanh của lịch sử để vững tin vào Chúa và xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa, để sống trong đại gia đình của Chúa mà mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, cùng nhau tôn thờ Chúa, yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Amen. Lang thang trên dòng đời, niềm tin còn lại như úa phai, lê đôi chân miệt mài, tình yêu dường như nay vụt tắt. Bao năm con phụ tình, thờ ơ quên Chúa vẫn yêu thương. Ôi bao là tình ngài, trục khơi nào xanh sao cho bằng. Lạy Chúa, xin cho con một lòng tình son sắt, để trở nên chứng nhân tình yêu. Nguyện Chúa cùng cố đức tin, vì lòng con yếu đuối ngài ơi. Ngài ơi, xin thêm sức mạnh, để lòng con mãi vững tin nơi ngài. Khi con sinh vào đời, ngài đã thương gieo cho đức tin, cho tình yêu nảy mầm, trổ bóng tỏa hương thơm tình mến. Ôi ơn thiêng từ trời, ngài ban như suối thác dạt dào. Xin tri ân ngàn đời, hồng ân nhung đức tin thắm. Con một đời đào sâu và niềm suy phúc âm, xin cho con từng giờ nhịp tim hòa theo tim của Chúa, biết cách nói từng giờ dệt nên giây phút sống thanh thiện, luôn chuyên chăm nguyện cầu đời con được thánh linh tác động. Xin cho con một lòng tin son sắt, để trở nên chứng nhân tình yêu. Nguyện Chúa cùng cố đức tin, vì lòng con yếu đuối ngài ơi. Ngài ơi, xin thêm sức mạnh, để lòng con mãi vững tin nơi ngài. Nguyện Chúa cùng cố đức tin, vì lòng con yêu đuối ngài ơi. Ngài ơi, xin thêm sức mạnh, để lòng con mãi vững tin nơi ngài.